Xin chào tất cả các em. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài học thứ ba của phân môn lịch sử lớp 6 trong bộ môn lịch sử địa lý. Thì bài này mình sẽ có cái tên là Thời Minh Thủy, nguồn gốc loài người, số 3. Rồi. Thời Minh Thủy là một trong những cái thời kỳ đặc biệt nhất trong lịch sử thế giới. Và ở cái chương 2 này chúng ta sẽ được học 3 bài. Bài thứ nhất là nguồn gốc loài người. Bài thứ hai là xã hội Minh Thủy. Và bài thứ ba, sự chuyển biến từ xã hội Minh Thủy sang xã hội có giai cấp. Chúng ta sẽ học về một thời kỳ đầu tiên trong lịch sử thế giới cũng như lịch sử Việt Nam. Chúng ta có thể nhìn thấy hai bức hình dưới cùng, hai bức hình phía dưới đây là hai bức hình mô tả về những hoạt động của loài người lúc đó. Rồi, khi học xong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu được hai vấn đề. Vấn đề nhất là chúng ta sẽ giới thiệu được các giai đoạn phát triển của xã hội loài người từ bự người sang người tinh khôn. Thứ hai, đó là chúng ta sẽ xác định được những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á cũng như ở Việt Nam. Đó là hai vấn đề mà chúng ta sẽ cần phải phân tích. Rồi cái câu hỏi đầu tiên, chúng ta hãy kể tên một cái truyền thuyết có nói về sự hình thành loài người, sự hình thành các dân tộc Việt Nam á. Các em có nhớ đó là truyền thuyết nào không ạ? Thì chắc chắn chúng ta sẽ biết được cái truyền thuyết nổi tiếng nhất của sử Việt Nam nói về cái sự hình thành của dân tộc Việt Nam, đó chính là cái truyền thuyết con rồng cháu tiên. Thì cái nội dung truyền thuyết này các em đã được học trong chương trình môn ngữ văn rồi, cho nên là thầy sẽ không có nhắc lại cái phần này. Thì ngoài truyền thuyết của bên Việt Nam thì truyền thuyết chính của Việt Nam đó chính là cái truyền thuyết con rồng cháu tiên. Thì chúng ta sẽ còn có những rất nhiều truyền thuyết khác, ví dụ như truyền thuyết quả bầu mẹ, quả bầu mẹ của dân tộc Thái Mường, hay là cái sử thi đẻ đất đẻ nước, cũng có nói về sự hình thành loài người. Thì chuyển qua bầu mẹ có nói đến thai ở trên mặt đất thì có hai anh em mặt đất, nhưng mà do là hai anh em sống trên mặt đất buồn quá cho nên là người anh mất định lấy người em và đã sinh ra một cái quả bầu, sinh ra một cái bầu rất là lớn, sinh ra một cái quả bầu và quả bầu này là lớn và người em cũng không biết rằng trong quả bầu này có cái gì, cho nên là mới quyết định là vui tủng cái quả bầu ra và cuối cùng đã các dân tộc đẩy ra và cuối cùng người Kinh ra, cuối cùng là vì họ da trắng nhất. Về thế giới thì cũng có cái truyền thuyết liên quan, ví dụ truyền thuyết về cái ở bên Trung Quốc thì có một thì ở trên Trung Quốc thì thế giới thời kỳ đó nó hỗn độn lắm,
cho nên có một cái vị thần có tên là Hỗn Độn cai trị. Thì sau khi thì thời kỳ Hỗn Độn thì có một vị thần có tên là Phục Hy giáng trần xuống, được hưởng đế giáng trần xuống mặt đất cùng với người em trai, người em gái là nữ nữ hoa. Xong rồi thấy Phục Hy buồn quá, cho nên là Phục Hy mới cưới nữ hoa về làm vợ, cũng là nghe mình về làm vợ mình, và hai người sống với nhau. Và thấy cuộc sống của hai người buồn tẻ quá, cho nên là khi mà đi đến một dòng sông thì nữ hoa mới chỉ ra một cách, đó là dùng cái bùn vàng á, bùn vàng á. Dòng sông này có nghĩa là dòng sông Hoàng Hà đó, sông Hoàng Hà, tại vì nước tại vì cái bùn Hoàng Hà nó màu vàng. Và khi đó thì nữ hoa đã dùng cái bùn vàng lên, và cứ mỗi lần cái bùn vàng lên thì bà đã tạo ra hình một con người và thổi vào cho nó cái sự sống. Đó chính là cái truyền thuyết Trung Quốc về nữ hoa. Hoặc là ở bên Ai Cập thì còn lưu truyền một cái truyền thuyết cho rằng cái thần Hanuman, Hanuma đã tạo loài người trên cái bàn xe đồ gốm. Hoặc là cái truyền thuyết về ở bên châu Âu, con người được tiến hóa từ một loài cá, một loài cá, hay là cái câu truyền thuyết, hay là truyền thuyết của đạo Công giáo, Chúa 7 ngày sáng tạo thế giới. Ngày nhất sáng tạo ra ngày nhất bằng ngày thứ sáu, và thì ông sáng tạo thế giới, nhưng mà ngày 7 ông đã sáng tạo ra một cái thực thể đầu tiên là chàng trai Adam. Nhưng mà thấy Adam buồn quá cho nên là Thiên Chúa mới rút mới nhân lúc Adam đang ngủ và đã rút cái xương sườn của Adam ra và nặng một người nữa tên là Eva, và hai người này đã sống với nhau như vợ chồng. Và về sau là do là Eva nghe lời một con rắn đã ăn chất cấm, cho nên là hai người bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng, tức là vườn Eden, và họ sống trên mặt đất và họ bắt đầu sinh sôi nở cho đến ngày nay. Đó chính là một số nét về cái truyền thuyết về hình thành của loài người trên trái đất cũng như thế giới, rồi trên thế giới và cũng như là trên Việt Nam. Thì đây sẽ giới thiệu một số nét như vậy. Một số một, quá trình tiến hóa từ vượn thành người. Rồi đây là cái câu hỏi, đây là vấn đề đầu tiên. Rồi cái còn cái đề mục này các em hãy tự ghi ha, một mấy đề mục này ở sách giáo khoa. Rồi câu hỏi đầu tiên, quá trình tiến hóa từ vượn hình người trải qua mấy thời kỳ hay là mấy giai đoạn, hãy kể tên. Rồi, như vậy là các em đã có câu trả lời. Như vậy là quá trình phát triển của loài người trải qua ba thời kỳ. Một là thời kỳ vượn người, đúng không ạ? Hai là thời kỳ người tơ cổ. Và ba là thời kỳ người người tinh khôn. Rồi chúng ta ba thời kỳ vậy. Thời kỳ vượn người, thời kỳ người tơ cổ và thời kỳ người tinh khôn. Rồi chúng ta quan sát cái đó cần liên quan. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có hai chúng ta sẽ có 3 phút chúng ta nghiên cứu thông tin này để mà chúng ta trả lời những cái câu hỏi tiếp theo, và chúng ta tự nghiên cứu nha.
Rồi như vậy là chắc các em cũng đã quan sát xong mà đọc được các thông tin. À, đọc thông tin, mới đọc thông tin gì đây? Là đọc thông tin đầu tiên, vượn người nó có cái gì? À, nhớ ha, vượn người có cái gì? Rồi thông tin thứ hai, người tối cổ có cái gì? À, có cái gì đây? Có ngành dòng này chúng ta lưu ý. Người con người tinh khôn hay là người hiện đại hay là người hiện nay thì có thông tin gì? Thì chúng ta xem đây. À, chúng ta xem thông tin này nha. Rồi. Rồi chúng ta bắt đầu trả lời những câu hỏi liên quan đến thông tin này. Rồi. Rồi câu hỏi đầu tiên. Làm sao người ta có thể vẽ ra được vừa người như vậy? Theo em. Đó chính là gì? Họ đã sử dụng hóa thạch tìm được ở các di chỉ khảo cổ hay là ở các di tích khảo cổ. À. Rồi. Rồi, bây giờ hãy quan sát kỹ hình 3.1. Bên đó là cái lúc này vượng như gì mà cách nào? Theo em. Hồi nãy đã có thì hồi hồi nãy Hiền đã cho con 2 phút để con đọc cái thông tin đầu tiên rồi. Bây giờ coi vượng người gì mà cách nào đây? Rất chắc chúng ta sẽ có câu trả lời, đó chính là vượng người di chuyển bằng cách là dùng hai chi sau để di chuyển và hai chi trước thì không di chuyển nữa mà bắt đầu vươn lên để cầm nắm hoa quả ở ở đâu ạ? À? Ở trên các cành cây và sử dụng công cụ. Đó chính là cái nội dung của câu trả lời. Như vậy vươn người di chuyển bằng cách gì? Vượn người sử dụng hai chi sao để di chuyển đúng không ạ? Sử dụng hai chi sao đây, hai sao họ này dùng hai sao để di chuyển và hai chi trước thì họ không di chuyển nữa, họ dùng làm gì? Họ vươn lên, họ bám mấy cành cây và họ sử dụng là và họ sử dụng và họ sẽ lấy những cái gì ở trên cành cây, ví dụ như họ lấy hoa quả, họ lấy lá cây để họ ăn uống và những cái chi trước này người ta sẽ hay lượm những cái gì dọc đường, dùng lượm những hòn đá dọc đường á, để họ chặt những gì, chặt những cái đó, chặt cái những cái cây đó để họ làm cái công để ăn uống. À. Rồi chúng ta quan sát hình 3.1, 3.2, chúng ta quan sát xem. Rồi chúng ta thử suy nghĩ về câu hỏi này. Rồi chúng ta sẽ có 2 3 phút để suy nghĩ.
Rồi hẳn chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi này. Câu là của nó là một, hệ trích não của người tối cổ lớn hơn bộ người, đó là điểm nhất. Hệ trích não của người bộ người chỉ có 400 cm khối thôi, trong khi đó hệ trích não của người tối cổ là bao nhiêu? Là từ 650 đến 1.100 cm khối, đó là điểm nhất. Cái điểm hai đó chính là gì? Trong khi người tối cổ di chuyển bằng hai chi sao thì người tối cổ bắt đầu di chuyển hoàn toàn bằng hai chân. Chuyển hoàn toàn bằng hai chân, chứ bằng hai chi nha, khác đó nha. Và dáng của người thì bắt đầu bớt khom lại, trong khi dáng của bộ người thì nó khom 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 quá khom, thì trong đó thì dáng của người tối cổ thì nó bớt khom rồi nè, bớt khom rồi này. Và hai cái tay của họ bắt đầu cầm nắm những cái công cụ được sử dụng ở lụm trên đường, được chưa? Và nếu như mô tả kỹ hơn thì chúng ta sẽ mô tả này. Mà sẽ thấy cái trán của người tối cổ và bộ người thì trán của người tối cổ, trán thì trán của bộ người thì nó nhô ra, đúng không? Trán của bộ cổ thì nó nhô ra, trong khi đó thì trán của người tối cổ thì nó lại bắt đầu bật vô dần và tương đối vậy. Cầm thì người tối cổ thì bộ người thì nó nhô ra, đúng không? Nhô ra thế này này, trong đó thì vượng cổ thì người tối cổ thì bắt đầu nó sụp vô thế này. Như vậy cái điểm khá nhiều các bạn nhất đó chính là hệ thích não của người tối cổ cao hơn so với vượng người, là điểm thứ nhất. Điểm hai đó chính là họ bắt đầu di chuyển hoàn toàn bằng trên đôi chân mình. Người đối cổ di chuyển hoàn toàn trên hai chân mình, chứ không phải di chuyển bằng hai chi sao như là mọi người. Mọi người di chuyển bằng bốn chi nha, chuyển bằng bốn chi, trong đó người đối cổ là di chuyển bằng hai hai chi. Đây là một điểm khác. Và điểm khác thứ ba đó chính là cái dáng đi trong khi mọi người trong khi mọi người quá khom 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 một góc sáu độ chùm. Và thế nhưng mà vừa vừa tối cổ thì bắt đầu họ bớt khom dần. Tại sao họ bớt khom dần vậy? Tại sao dáng họ lại như thế này? Tại sao? Tại vì do cái sự tiến hóa của họ, và cũng như là sự lao động không không mệt mỏi ha. Trong quá trình tiến hóa hiện trong hai cái gì trước bắt đầu bám mấy cành cây, bám mấy nhiều quá, khi bám mấy nhiều quá thì dẫn đến là gì? Đó là cái dáng đứng của họ, họ đầu họ họ không có khom nữa, họ không có khom như người tối cổ nữa, mà sao họ dựng đứng lên. Như vậy chúng ta có thể kết luận điểm khác ở chỗ là gì? Một là hệ thích não lớn hơn, thứ hai là người tối cổ di chuyển hoàn toàn bằng đôi chân, chứ mà di chuyển bằng các chi sao, các chi hay đi sao như là của người như thế này. Và một cái điểm nữa mà chúng ta cũng cần phải lưu ý thêm, đó là thời kỳ này người tối cổ đã biết tìm ra lửa, tìm ra lửa, họ tìm ra lửa thông qua các đám cháy rừng do những trận mưa lớn. Và vì sao thì và vì sao thì họ đã biết cách dùng những hòn đá lửa để đập vào nhau để tạo ra lửa. Cái này mình sẽ nói rất rõ ở cái bài số 4 nha các bạn. Rồi đây là một bức hình mô tả người tối cổ, hình 3.1. Đó là hình cậu bé Tucana 11 tuổi, có dạng là người tối cổ.
thứ hai là dạ, người đứng đẳng được chưa, rồi anh ta quan sát thêm rồi này, rồi để cái bạch chữa cho bạn dễ hơn bị luôn. Chúng ta cũng so sánh tương tự như cái bài chưa, cái phần đó tương tự như cái so sánh giữa người tối cổ và mọi người, ta quan sát xem người tối cổ và người tinh khôn khác nhau điểm nào. À rồi, chúng ta quan sát thử xem nha, chúng ta sẽ có 2 phút thì chúng ta quan sát. Và cũng tương tự như cách so sánh ở cái câu hỏi trước đó. À, câu hỏi trước đó là so sánh giữa mọi người và người tối cổ. Còn câu hỏi này là gì? So sánh giữa người tối cổ và người tinh tinh khôn, thì câu là cũng tương tự luôn, cũng tương tự như vậy. Chúng ta thấy đó chính là gì? Đó chính là cái một não của người tối tinh khôn lớn hơn não người tối cổ, đúng không ạ? Não người tối cổ là chỉ có 110 cm khối, trong đó não người tinh khôn là bao nhiêu? 1.450 cm khối. Thứ hai, đó đó chính là cái dáng đứng, dáng đứng người tinh khôn dáng đứng thẳng hoàn toàn, trong khi đó cái dáng của người tối cổ nó còn khom. À, nó là cái điểm thứ hai. Rồi điểm thứ ba các em có thể nhận biết được đó chính là gì? Hai cái đôi tay họ ngày càng khéo léo hơn. Đây, nó không có khô cạch như là như là vương cổ và người tối cổ. Người tối cổ thì tay khô cạch là do tay còn to, cho nên nó khô cạch và cứng, cho nên là chỉ dùng những cái công cụ mà không chế tác thôi. Và khi mà chế tác công cụ, khi mà chế tác ra những công cụ bằng đá thì cái tay của họ ngày càng nhỏ lại và khéo léo hơn. Cho nên người tinh khôn còn gọi là người khéo léo là lý do như vậy. Khéo léo tức là họ do là họ làm công cụ động, cho nên là cái tay của họ bắt đầu nhỏ lại, và những ngón tay họ bắt đầu nhỏ và khéo léo hơn, và cho nên là họ trở thành những người gọi là người khéo khéo léo rồi. Và cái thứ tư, một cái dễ em biết, đó chính là gì? Đó chính là người người không không có lớp lông ở trên người, trong khi đó gì, người có cổ gì có lớp lông ở trên người chúng ta. Dễ nhận ra ha, một cái này rất là rõ ràng rồi. Và một cái điểm nữa đó chính là gì? Đó chính là do cái đồ tay khéo léo này, cho nên là người liên khôn đã biết chế tác ra rất nhiều công cụ lao động. À, chúng ta sẽ được học rất rõ ở bài số 4. À, người liên khôn chế ra gì? Chế ra cái rìu rìu đá, cái bồn đá, cái chày,
xong rồi chế tạo ra cái lao, chế tạo ra đồ đồ gốm. Và lớp 10 chúng ta sẽ được học là chế tạo những cái này, là mở một thời kỳ mới, gọi là thời kỳ thời đại đá mới. À, thời đại đá mới trước chính là cái thời thời đại mà thời kỳ đó đó thì đó là con người dùng cái công cụ đó để làm nông nghiệp, để chăn nuôi và để sáng tạo văn hóa tinh thần. Cái đó gọi là đá, thời kỳ đá đá mới ở lớp 10. Thì đây chị lướt qua cho bạn một số vấn đề rồi dánh thẳng. À, nếu như chi tiết nữa thì các bạn hình dung luôn. À, người hiện đại hay là người khéo léo thì trán thẳng, và cầm hút vào trong. Trong ở đó thì người tối cổ thì trán vẫn còn nhô ra và cầm vẫn còn nhô ra. À, đây là một cái điểm rất là khác này, được không ạ? Như vậy chúng ta sẽ tóm lại cái điểm khác ở chỗ: thứ nhất, người tiên khôn não to; thứ hai, dáng đứng thẳng hoàn toàn; thứ ba, đó là cái đôi tay của họ ngày càng khéo léo do quá trình chế tác công cụ, cho nên chế tác ra được rất nhiều loại công cụ khác nhau; thứ tư đó chính là gì, đó chính là cái nó chưa là gì, nó chính là nó không có một lớp lông nào ở trên người; và thứ năm là cái cằm và cái trán thì cao lên và nhô vào. Đây là một số đặc điểm của người tinh tinh côn. Rồi chúng ta làm bài này. Rồi thời gian làm bài này của các bạn là 1 phút rưỡi. Thời gian bắt đầu. Và như vậy chúng ta cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi này. Rồi, ta sẽ trả lời. Nhất, khoảng 150.000 năm về trước, người tinh khôn còn được gọi là người người hiện đại hay là người khéo léo đã xuất hiện. Người tinh khôn có bộ não to, đúng không? Bộ não to và cấu tạo có thể như người hiện nay, đúng không? Như người hiện nay hay là như người hiện hiện đại. Và sự xuất hiện của người tinh khôn đánh dấu quá trình chuyển biến từ con người sang người đa quan quan còn thanh. Đây là cái bản tóm tắt, chúng ta xem qua. Vừa người từ 6 đến trên 5 chúng ta không cần phải nhớ những cái này, chúng ta sẽ học ngắn gọn hơn. Chúng ta học một cái bản như này, chúng ta học cái bản như này thì chúng ta sẽ rối, tại vì nó quá nhiều chi tiết, cho nên thầy Quân sẽ không có cho học cái bản này, mà thầy Quân chỉ cho các bạn ghi một chút xíu bản này thôi. Bản này là bản chấm tắt. Rồi chúng ta xem lướt qua ha.
Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi bài. Bài nhưng mà trước khi bài bài chúng ta làm bài một câu hỏi này, xem câu hỏi thì bạn muốn dùng. Chúng ta câu hỏi sau. Em biết tại sao lại có người da vàng, lại có người da đen và lại có người da trắng hay không? Chúng ta thử suy nghĩ trong vòng 1 phút. Rồi chúng ta thử trả lời nhé. Đây là một câu hỏi khiến em cũng có hình dung. Tại sao vậy? Rồi chúng ta sẽ suy luận một chút. Tức là chúng ta sẽ dựng xem khi mà con người bắt đầu mở rộng phạm vi, khi mà con người bắt đầu tiến hóa hay người thiên khôn, thì cái đó cũng là lúc mà họ thoát khỏi cái tình trạng bầy đàn và họ tách thành những cái nhóm nhỏ, những cái nhóm đó đi khắp nơi, có nhóm đi lên phía Bắc Châu Phi, có nhóm lại phía Nam Châu Phi, và khi lên phía Bắc Châu và lên phía Bắc thì họ sẽ tiếp xúc với rất nhiều điều kiện tự nhiên khác nhau. Khi họ qua phía Bắc thì họ sẽ qua sa mạc Sahara, và đó là sa mạc rất là nóng, và cho nên là một bộ phận con người nó ở lại đó và họ hình thành nên cái tộc người gọi là người da da đen, tức là tộc người chịu được cái nóng của sa mạc. Và một nhóm người khác thì họ vượt qua cái kênh Đà Suez, họ tiến lên họ tiến vào châu và châu ở mà châu, và một nhánh thì tiến vào châu Á. Cái nhánh chính mà châu Âu, cái nhánh tiến vào cái khu vực Âu Châu hay là châu Âu, thì lúc đó thì ở châu lúc đó là khí hậu ôn hòa, nắng thì nhẹ, mà mưa thì cũng không nhiều, cho nên dẫn đến là da của họ trắng ra, tức là không có nắng á, tức là chỗ đó là chỗ ánh nắng nhất nhất là từ vua từ nước Anh trở lên Bắc Cực, thì nó nắng nắng ít nhất, cho nên da của họ có màu màu trắng, đúng không? Còn những còn lại thì họ vượt họ đi về phía phía đông, đi phía đông đi đến vùng Afghanistan, đi đến vùng Trung Quốc, đi đến Đông Nam Á, và nhân đó họ cũng tiếp xúc mặt trời, họ tức là họ đi đến đâu thì họ định cư đó, họ đi mà đi đến đâu thì họ định cư đó. Nhưng mà ở nơi đó thì các bạn sắp địa lý đó là nó đó là tiếp xúc ánh sáng vừa, ánh sáng hậu độ vừa phải, cho nên trên da của họ bắt đầu chuyển sang màu là màu màu vàng, cho nên là sẽ có ba cái chủng tộc, đó là chủng tộc da trắng, da đen và da màu, đúng không? Da trắng đây ạ, da trắng đây ạ, da đen và da màu hay là da vàng. Và như vậy là như cái lời mà
Hệ đại chứng minh như vậy là chúng ta sẽ có một cái đường khái quát, đó chính là gì? Con người có những màu da vậy là do gì? Là do chịu sự phải thích nghi với những cái điều kiện tự nhiên khác khác nhau, đi vào nơi mà ít nắng như là vùng châu Âu đó, thì da trắng, đi vào nơi mà nắng vừa phải như là ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam thì da vàng hoặc da màu, còn đi vào vùng vùng xích đạo á, vùng đạo là vùng đó, là vùng vùng đó hay là vùng sa mạc, thì da họ là da da đen để chống chọi với cái nắng của sa mạc. Như vậy là chúng ta đã có được cái câu trả lời, đó chính là gì? Do sự thích nghi với các điều kiện sống khác khác nhau. Ví dụ như anh đi vào nhà miền Nam thì anh cũng phải thích nghi với khí hậu đó, tức là anh đi đâu thì anh cũng phải tập thích nghi. Ví dụ như anh đi sang nước Anh thì anh cũng thích nghi với khí hậu của anh, và khi mà anh định cư rất lâu thì da của anh sẽ đổi màu, đổi anh sang màu màu trắng, tại vì ít tiếp xúc với nắng nhất. Chúng ta sẽ được tìm hiểu rất rõ ở cái bài số 6 của phần môn địa lý. Chúng ta sẽ được biết rõ trái đất thì nó có hai nửa bán cầu, thì bán cầu nào là đến ngày nào là nhận nắng nhiều hơn, bán cầu nào nhận nắng ít hơn và ngược lại. Và do là cái hướng bán cầu nhận nắng ít hơn nhiều hơn như vậy, dẫn đến là sự hình thành nên các mùa, và cũng giống sự hình thành nên các màu da như vậy. Thì vậy cái đó là gì? Sự thích nghi đối với những điều kiện khác nhau, họ từ cùng một họ cùng một nguồn gốc mà ra đấy, đó là nguồn gốc là châu Phi, cho mà họ di chuyển lên và họ sống ở các vùng khác nhau, thích nghi với những cái điều kiện tự nhiên khác nhau, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt hay là những điều kiện tự nhiên ôn hòa như là ở bên châu, đúng không? Đây, để bắt đầu màu da, chúng ta phải quan sát rất rõ. Đây. Rồi chúng ta thử nhận xét chút xíu coi. Ta thấy màu da nào là nhiều nhất? Thì chắc chắn là gì? Màu da. Da màu nhiều nhất, đúng không? Màu nhất, tại vì họ sinh sống ở cái vùng mà người ta gọi là vùng chí tuyến. Vùng chí tuyến chúng ta sẽ học ông Lý à, vùng chí tuyến là cái vùng mà nhận nắng cũng khá nhiều, nhưng mà nó không nhiều bằng bằng vùng chí đạo, nhận nắng vừa vừa đó. Và cái vùng mà vừa vừa đó chính là cái vùng ở phía phía vùng ở phía bắc của chí tuyến, hay là vùng ở băng cầu bắc á, nó là cái vùng từ chín giờ vùng chí tuyến bắc đi lên. À, cái vùng đó gọi là vùng ôn hòa thì da của họ thì có màu trắng, là có họ họ có khi là có màu xám. Còn ở vùng khí đạo nè, đạo này thì vùng này là nắng nóng mưa nhiều, cho nên da của họ sẽ có hai màu, một là màu đen mà hai là màu màu đỏ, có khi có cả da màu vàng nữa, có luôn. Tại vì nơi đây là nơi có rất nhiều thức ăn nước uống nhất, và nơi đây cũng chính là nơi mà thực dân phương Tây khèn khát nhất khi mà chúng bắt đầu xâm lược mở rộng thực địa. À, chúng ta sẽ được học ở cái phần lịch sử với hiện đại. Rồi chúng ta viết bài, chúng ta sẽ có 5 phút viết bài. Rồi, người chó cổ sống hay bầy đàn? À, sống hay bầy đàn? Khắp nơi. À, thì ở cái phần khắp nơi này thì cái bản bản biểu thiết kế, bản biểu đã có nói rồi, cho nên thầy Quân sẽ không có lặp lại. Người tố cổ và người điên khùng sống ở khắp nơi đấy, chứ mà sống ở một số địa điểm như là ở sách hiện hành đâu. Nha, tài cùng viết luôn.
Rồi như vậy là ở phần này chúng ta đã được tìm hiểu thêm, tìm hiểu rất rõ về quá trình hình thành phát triển của loài người, thì nó bao gồm có ba thời kỳ tương đương với ba giai đoạn. Một đó chính là giai đoạn của người từ 5 đến 6 triệu năm về trước, lúc này là gì ta? Thứ hai là giai đoạn người người đó cổ cách đây 4 triệu năm về trước, 4 triệu năm về trước, và họ sống bằng bầy và họ biết đã biết sống khắp nơi và sống theo bầy đàn, và họ đã dùng hai chi sao để di chuyển và dùng hai đi trước để mà cầm nắm và dùng các công cụ. Khoảng 150.000 năm cách đây thì người chân khôn hay còn gọi là người hiện đại hoặc người khéo léo đã xuất hiện, và họ biết chế tạo ra những công cụ rất là tinh xảo, họ đứng thẳng luôn. Xuất hiện ba chủng tộc là da đen, da vàng và da trắng. Rồi chúng ta quan sát sơ đồ này. Rồi đây là câu hỏi. Rồi hãy kể tên một số địa điểm tìm thấy dấu tích của người Aroma. Rồi và đây chính là cái đây chính là cái cách để đọc bản đồ. Khi đọc bản đồ chúng ta cần phải nhớ cốt lõi các vấn đề nào đây. Thứ nhất, muốn đọc bản đồ nào chúng ta phải đọc cái tên bản đồ trước, đây là bản đồ này nói cái gì trước ạ. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ đọc các bản chú giải, là chúng ta sẽ làm cái bản bản đồ này. Như vậy bản đồ này sẽ có tên là gì, tên là gì, rồi và chúng ta sẽ tìm ra được những yêu cầu dựa trên cái câu hỏi và dựa trên cái tên của cái bản đồ này. Như vậy chúng ta sẽ tìm ra được, ví dụ chúng ta có thể tìm như này, ở Việt Nam cho đây các bạn, ví dụ ở Việt Nam thì đang hay kể ở Việt Nam thì có Thẩm Phi, Thẩm Hai đúng không ạ, cái đó luôn. Ở Việt Nam là gì có Thẩm Quyên đúng không ạ, Thẩm Phi, Thẩm Hai, rồi Núi Đọ, rồi An Khê, rồi Xuân Lộc, này chúng ta phải kể thêm. Hay là ở ở ở Thái Lan thì có Cảm Đốc, Mai Hồng Sông, hay là ở Myanmar thì có Phong Đâu, hay là ở Malaysia thì có Hang Động Giác, ở Indonesia thì có Trinil và Dang Bua, ở đảo Prat, hay là Tabon ở đảo Palawan. Đây là một số dấu tích tiêu biểu. Rồi chúng ta tìm đọc câu đầu tiên. Xuất hiện bờ dân nào đây? Đây là một câu hỏi cũng rất khó trả lời. Đọc sách giáo khoa chúng ta sẽ thấy người đó xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam vào khoảng 80.000 năm trước công nguyên ở An Khê, 80.000 năm cách đây ở vị trí An Khê, Gia Lai nha. Ok, lại chúng ta xem bản đồ lại và ta xem tin lại, hóa đầu tiên họ được thấy ở ở đó luôn, đó chính là gì, ở An Khê, Gia Lai luôn. Như vậy người tối cổ xuất hiện đầu tiên là gì, ở vùng An Khê, Gia Lai ngày nay, cách ngày nay là 80.000 năm, và hóa đầu tiên họ là được tìm thấy ở An Khê, Gia Lai.
MFMV của phân bố của người thấu cổ hay nào? Rồi các em có thể nhận thấy được rằng là cái phạm vi phân bố của người thấu cổ rất là rộng lớn đúng không ạ? Rộng lớn nhưng mà lẻ tẻ, rộng lớn nhưng mà nó lẻ lẻ tẻ ở Việt Nam, ở Thái Lan, ở Malaysia, ở Myanmar, ở Indonesia, ở Brunei, đa số ở ở Philippines đúng không ạ? Rồi chúng ta tại sao nó áp dụng như vậy, rồi chúng ta đọc thử cái văn bản của sao nhé, ta đọc văn bản trong vòng 2 phút. Rồi bây giờ chúng ta cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi này. Coi câu này, câu hỏi nhất bằng cách nào đây? Đây là câu này: khi người đầu tiên đến đảo Flores, mực nước biển còn thấp cho nên là thật dễ dàng để họ di chuyển vào đất liền và ngược. Rồi câu hỏi hai: tại sao họ không làm như vậy? Mực nước biển lên lên cao cho nên là gì? Họ buộc phải ở lại những cái đảo đảo nhỏ mà thức ăn là cạn kiệt, cho nên là những cái người nào mà lớn tuổi á, nhằm to lớn á, thì chết trước, cho nên dẫn đến cái chiều cao họ bắt đầu thấp dần, chỉ còn có 1.100 cm thôi. Rồi em nhận xét gì về những công cụ của người tối cổ, em nhận xét gì về cái rìu, nhận xét gì về cái hình dáng cũng như là cái hình dạng mà cũng như cái kích thước của nó? Và chúng ta cũng có thể nhận xét được, đó chính là công cụ đá quên chú đỏ, nó có dạng gì, nó có dạng là hình một, hình gì, hình một hòn hòn đá hơn là hình một công công cụ, dáng xù xì, nó không gan dáng một công cụ luôn, răng cũng vậy, răng cũng vậy, nó là cái răng chiếu mà nó là một công cụ. Còn là các em cứ nhìn thử xem, các em nhìn thử cái đá ở đây xem nó phải là công cụ thật sự không, hay là hay hay nó là một hòn đá, thì chắc chắn em sẽ trả lời rằng nó chính là gì, nó là một hòn đá, còn cái công cụ nó không được hiện rõ mặc dù có những cái vết ghe của con người đây đúng không, đây nó không hoàn toàn là một công cụ mà nó chỉ là một hòn đá được
Hòn đá được dây này để cho nó dễ dễ gì, nó cho nó dễ rộng thôi. Hỏi bảy em các em tự viết ha. Rồi. Rồi phần này các em hãy viết sơ qua chút xíu. Rồi thầy Quân cho các em 20 để các em viết. Thì cái phần bài ghi này đã có ở cái bài trên cao bằng online, cho nên là các em xem lướt qua cái phần này. Hai dấu tích của họ, một là người Thái cổ xuất hiện ở Đông Nam rất là nhiều, nhưng mà đầu tiên là ở trên đảo Java. Còn người tinh khôn ở Việt Nam, người Thái cổ xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam chính là khu vực An Khê, rồi Hổng Quyên, Hổng Hai, rồi Núi Đọ và Xuân Lộc, và công cụ đá là đẽo khô hồ sơ. Thì phần này người ta có thể nếu như bài này không kịp mà kịp chép lại trên cái bài tự do trên cao hàng online này. Rồi đây là tập vận dụng. Rồi phần này các em bị tự làm ở nhà nha. Ở câu 4 hồi nãy có làm rồi luôn nha. Rồi câu 3 tự làm luôn nha. Ví dụ bằng chứng nào chứng tỏ rằng Đông Nam Á là nơi có tiền? Tài liệu xem. Đó chính là hóa thạch. Còn cái bảng thống kê này các em tự làm nha, tự làm nha. Bảng thống kê sẽ gồm có hai cột. Cột nhất đó chính là quốc gia, cột hai đó chính là cái di tích khảo khảo cổ. Ví dụ như các em được kê thành hai cột, cột Việt Nam các em sẽ được kê là gì? Việt Nam. Cột nhất chúng ta sẽ ghi là quốc gia Việt Nam, cột hai chúng ta sẽ ghi là những địa điểm khảo cổ như là An Khê, Hổng Quyên, Hổng Hai, rồi Xuân Lộc, rồi núi Đọ, vân vân, và các quốc gia khác cũng làm như như vậy. Đó tiếp tục chuyển hóa ra không? Thì ở đây cũng xin trả lời luôn là tiến hóa dẫn cùng kia dẫn luôn. Tiến hóa vì vì yêu cầu của họ và vì nhiều do khác nhau. Ở đây là họ đã nói ngay từ trong bài là gì? Họ cùng chung nguồn gốc và nhờ thích nghi cho nên là họ mới như cái này. Rồi bài giảng đến đây là hết nha các bạn.